Xin chào anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì trong lòng Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay thì Biển Xanh xin chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một căn nhà cấp 4 ngay mặt tiền con đường tỉnh lộ 9, con đường kết nối giao thương, con đường huyết mạch giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây quý anh chị nhé. Trên con đường này thì mọi phương tiện lưu thông đều phải đi qua. Chúng ta chạy thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ đi lên được khu trung tâm hành chính của huyện Đức Hòa, đi lên thị trấn Hậu Nghĩa hoặc đi sang Củ Chi. Còn hướng ngược lại thì quý anh chị sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây chúng ta chạy tới khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh là khoảng 600m và mình chạy thẳng về phía trước thì sẽ đi về ngã ba Dòng và đi lên các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là vị trí căn nhà cấp 4 của chúng ta ngày hôm nay, hướng bắc quý anh chị nhé. Có diện tích là 5x38. Căn nhà này thì nó cũng cũ rồi, mình mua giống như là mình có thể sơn sửa lại để mình vừa ở vừa kinh doanh gì đó. Phía trước và phía sau thì mình cũng có thể là làm vườn được quý anh chị. Phía sau rất là rộng. Từ đây đầu sang ngang 5m, sâu 38, hướng bắc quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, đất thổ 100%. Quý anh chị mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Và cái vị trí căn nhà cấp 4 này thì mình có thể kinh doanh, giống như là mình có thể bán đồ ăn sáng. Phía trước mình có thể bán đồ ăn sáng hay là kinh doanh theo cái tính toán của mình thì đều có thể. Thì đây là cái vị trí mà mình có thể quan tâm quý anh chị nhé. Ở đây thì dân cư cũng khá là đông, thuộc mặt tiền đường tỉnh lộ 9 Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Long An. Và ở đây thì người ta có chừa ra một mét ở bên hông. Ở đây thì có xây rất là cao ráo rồi quý anh chị. Để mình đi ra cái phía sau. Ngang 5, sâu 38, thổ cư 100% quý anh chị nhé. Đất rất là vuông vức luôn rồi. Và anh chủ này có đủ và san lấp rất là cao ráo, xây tường gạch khá là cao bốn xung quanh như chúng ta rồi. Ngang 5m và sâu đụng xuống dưới phía sau luôn là 38. Phía trước thì có một căn nhà cấp 4, có điện nước rồi. Căn nhà này nói chung là nó cũng cũ rồi chứ không chỉ là sơ sài thôi, nhưng mà mình vẫn có thể ở được. Cũng có điện, có nước, có nhà tắm WC cho chúng ta có thể sử dụng được. Có một phòng ngủ quý anh chị nhé. Và phía trước là phòng khách. Và giá là 3,1 tỷ Việt Nam đồng, giá còn thương lượng, bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất, xem nhà và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Đây. Ở đây là bốn xung quanh là xây rào tường lên hết rồi và đã san lấp rất là cao ráo. Quý anh chị mua là chỉ việc là tính toán theo công việc kinh doanh của mình. Căn nhà cấp 4 phía trước này là mình vẫn còn có thể ở hoặc là cho thuê được quý anh chị nhé. Mình mua cái này nếu mà mình chưa kinh doanh thì mình có thể cho thuê cái phía trước để người ta kinh doanh buôn bán. Ở đây là một con đường kết nối giao thương cho nên là mọi phương tiện lưu thông đi qua con đường này rất là nhiều. Hướng bắc quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Mình mua là cầm sổ về thôi chứ không phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách nữa. Một cái căn nhà và miếng đất rất là vuông vức luôn cho mình có thể sở hữu. Đầu năm mới này mình sở hữu những cái vị trí như thế này thì mình sẽ rất là tiện lợi để kinh doanh buôn bán hoặc mua để dành cho tương lai của mình, mua để dành cho con cháu của mình. Thì đây là một vị trí rất là đáng để quan tâm. Giá là 3,1 tỷ Việt Nam đồng, giá còn thương lượng nhẹ, bớt lọc may mắn, bao công chứng sang tên quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.